Hôm nay em hướng dẫn các sếp cài cái phần mềm Vita Tuner nhé. Đối với máy Samsung thì vào CH Play này. Xong là vào cái ô tìm kiếm này, đánh chữ Vita Tuner ở đấy. Ở đây nó có sẵn chữ rồi này, ấn luôn vào Vita Tuner này. Còn nếu nó không sẵn thì mình đánh chữ GUITAR Tuner, cái này dễ. Mình chọn cái biểu tượng của nó là chính là biểu tượng trên cùng này, xuất hiện ở đầu tiên này, 4,8 sao, 61 mê, hơn 100 triệu này, vào thời điểm này là hơn 100 triệu lượt tải này. Thế mình ấn luôn vào nhìn cái biểu tượng này. Biểu tượng này trông giống biểu tượng của Vietcombank. Rồi, ấn vào đây. Ấn vào cài đặt. Nó đang xử lý. Nó download về xong thì nó sẽ cài đặt. Đấy, 50% download. Phần mềm này mình dùng quen rồi. Rất là ok. Đang cài đặt. Nó có rất nhiều phần mềm nhưng mà cái này mình dùng quen thấy nó chuẩn. Đang được xác minh, đang cài đặt, nó tự cài đặt luôn. Khi nào chữ mở này nó nổi lên thì là đã cài xong. Bây giờ thì mở ở đây. Mở ở đây thì đầu tiên nó sẽ là cái phần giới thiệu của nó. Nó phần mềm nó sẽ tự giới thiệu tính năng của nó cho mình. Nếu như mình muốn xem thì mình xem, còn không thì thường thường là bỏ qua. Ấn vào chữ Keep này. Keep ở trên góc bên phải phía trên màn hình có chữ Keep này. Ấn Keep để bỏ qua. Rồi, bây giờ nó vào đây thì nó có các loại đàn. Phần mềm nó dùng cho nhiều loại đàn thì mình chọn vào cái guitar 6 string này. Mình nghĩ đây là 6 dây. Là guitar của mình đây. Là cái góc bên trên. Phía bên tay trái này nha. Chọn vào guitar 6 này nha. 6 string này. 6 dây. Ok, ấn vào đây. Nó bảo là micro access cái gì đó. Ấn sau gút đi. Sau gút. Rồi, đến đây nó hỏi là cho phép cái phần mềm này nó ghi âm không? Thì mình phải cho phép nó. Ở đây nó có ba lựa chọn thì mình chọn cái lựa chọn là trong khi dùng ứng dụng. Ok, mình chọn cái trên cùng đây. Đấy. Rồi, đã chọn xong. Bây giờ là free, try free và subtract. Thì cái này là mất tiền hay không mất tiền đây, mình ấn vào chữ letter này. Và sau, rồi, ok. Nó lên vào đây là có thể nói là mình chỉnh được rồi đây. Đấy, đấy đánh thử nhé. Đánh thử luôn. Đây giờ dây số 1 này. Đấy, nó nhận đấy. Còn khi mà nó trừ 5, nó bị âm thì mình tăng dây, còn nó bị dương thì mình giảm dây. Lại nhá. Chuẩn luôn. Dây thứ hai từ dưới lên. Ui, chuẩn luôn. Đây mình đã chỉnh rồi mà. Còn nếu như nó không chuẩn thì nó có thể bị âm hoặc bị dương. Thì mình chỉnh từ từ, từ để cho nó nhích về cái khoảng đúng ở giữa đấy. Đây là dây thứ hai nhá, dây thứ ba này. Đấy, chuẩn luôn. Đấy. Nó tự nhận dạng dây luôn. Mình đang để chữ Otto này mà, đang gạt về Otto này nên nó tự nhận dạng dây. Đây dây thứ tư từ dưới lên này. Đấy, nó nhận luôn là đúng, đàn đang đúng dây. Đấy, đúng luôn. Đấy, đúng luôn. Thế tỷ dụ mình vặn sai nó đi. Ví dụ dây dưới cùng. Dây số 1 này. Ví dụ dây dưới cùng. Đấy, nó bị âm như này. Nó bị trùng như này. Thì mình chỉnh nó lên này. Chỉnh lên. Thế từ từ thôi. Từ từ nó nhích lên này. Đấy, nó đúng rồi. Đấy, nó đang âm 3. Đấy, âm 3. Lên tí nữa. Âm 3 lên tí nữa. Lên tí nữa. Tắt hẳn này, tắt hẳn đánh lại này. Đấy, đang âm âm 2 nhá, nhích lên chút. Đấy, chuẩn rồi đấy. Mình nên cho nó trùng, sau đó mình tăng dần nó lên thì nó chuẩn hơn là mình đang căng, mình thả nó ra. Tức là đừng để nó đang dương, mình lùi xuống. Đấy là theo kinh nghiệm của
của riêng mình là như vậy. À, chuẩn luôn. Như này có thể gọi là chuẩn rồi. Nhích lên xíu nữa cũng được. Ấy chẳng như vậy là nên để nó trùng, nên để nó nới lỏng dây cho nó trùng hẳn xuống, xong là mình tăng lên xít vào đấy là ok. Rồi thử lại nha. Đấy. Dây số 2 nó tự nhảy, nó tự nhận diện dây số 2. Đấy, dây số 3. Rồi. Chuẩn. Đây gảy như này thì tất nhiên là nó bị loạn si ngầu lên. Ok, đấy là hướng dẫn cài đặt phần mềm Vitech Tuner để chỉnh dây đàn một cách chính xác nhất. Ngày xưa không có phần mềm này để chỉnh bằng tai là tương đối khó, bởi vì có khi nó bị trùng dây rất sâu mình không biết, hoặc là căng quá cũng không biết được. Nó vẫn đều nhau, nhưng mà nó bị sai, nó bị thấp thấp cả loạt luôn, mình cũng không phân biệt được, khó phân biệt. Ok, phần mềm Guitar Tuner này rất tuyệt vời. Chúc các bạn sử dụng thành công phần mềm Guitar Tuner để chỉnh dây đàn guitar.